Chào mừng các bạn đến với tiết học toán lớp 4, bài phép nhân phân số. Các bạn hãy chuẩn bị sẵn sàng sách giáo khoa, vở viết, đồ dùng học tập khi tham gia tiết học nhé. Bây giờ cô mời các bạn cùng tham gia tiết học với cô. Với bài học ngày hôm nay, các em cần đạt được mục tiêu là biết cách thực hiện phép nhân phân số với phân số, phép nhân phân số với số tự nhiên và phép nhân số tự nhiên với phân số. Trước hết, chúng ta cùng tìm hiểu phép nhân phân số với phân số qua ví dụ. Tính diện tích hình chữ nhật có chiều dài 4/5m và chiều rộng 2/3m. Cô và các bạn cùng tóm tắt bài toán nào. Đề bài cho chúng ta biết chiều dài của hình chữ nhật là 4/5m và chiều rộng là 2/3m. Đề bài yêu cầu chúng ta tính diện tích của hình chữ nhật này. Đây là một dạng toán điển hình. Chúng ta chỉ cần vận dụng quy tắc tính diện tích hình chữ nhật là có thể dễ dàng giải bài toán này, phải không các bạn? Vậy cô đặt lời giải như sau. Diện tích hình chữ nhật là, cô sẽ lấy số đo chiều dài nhân với số đo chiều rộng. Ở bài toán này là cô thực hiện phép tính 4/5 nhân với 2/3. Vậy cách nhân hai phân số có giống như là cách thực hiện phép cộng hai phân số hay phép trừ hai phân số hay không? Cô mời các bạn cùng quan sát hình vẽ sau đây. Cô có một hình vuông và cạnh của hình vuông này là 1m. Với hình vuông có cạnh là 1m, cô thực hiện tính được diện tích của hình vuông là 1m². Để minh họa cho chiều dài là 4/5m, thì cô sẽ chia một cạnh của hình vuông thành 5 phần bằng nhau. Và cô lấy 4 phần. Vậy, cô đã minh họa được chiều dài của hình chữ nhật trong đề bài cần làm là 4/5m. Tương tự như vậy, để minh họa cho chiều rộng là 2/3m, cô sẽ chia cạnh của hình vuông thành 3 phần bằng nhau và cô lấy 2 phần. Với mỗi cạnh hình vuông dài 1m, khi cô lấy 2 trong 3 phần bằng nhau đó thì cô sẽ được là 2/3m. Các bạn quan sát cho cô hình vuông. Và cho cô biết là hình vuông này cô đã chia đều thành bao nhiêu ô bằng nhau? Chúng ta có thể dễ dàng nhìn thấy được đúng không nào? 3 nhân cho 5 là 15 ô. Vậy hình vuông này gồm có 15 ô. Và mỗi ô sẽ có diện tích là 1 chia 15 bằng 1/15m². Với diện tích của hình chữ nhật có chiều dài 4/5m và chiều rộng 2/3m được minh họa trong hình vẽ đó chính là cái hình chữ nhật màu vàng đấy các bạn. Các bạn hãy quan sát hình chữ nhật màu vàng và cho cô biết hình chữ nhật này gồm có bao nhiêu ô nào? Chúng ta có thể dễ dàng nhìn thấy đúng không nào? Gồm có 8 ô. Đó. Mà mỗi ô ở đây lại có diện tích là bằng 1/15m². Vậy 8 ô ở đây sẽ có diện tích là 8/15m². Nên diện tích của hình chữ nhật mà chúng ta cần tìm chính là 8/15m². Dựa vào hình vẽ thì cô đã tính được diện tích của hình chữ nhật trong bài giải là 8/15m². Với những bài toán tương tự, khi thực hiện giải có phép tính nhân phân số với phân số, chẳng lẽ chúng ta cứ vẽ hình minh họa ra thì rất là phức tạp đúng không các bạn? Bây giờ cô và các bạn sẽ cùng tìm hiểu xem cách nhân phân số như thế nào. Một số bạn đến đây thì các bạn cũng có thể tự rút ra cho mình được
cách thực hiện phép nhân phân số bằng cách khi các bạn quan sát cho cô phép tính và kết quả của bài giải ở trên. Nhiều bạn tinh ý đã nhận thấy là ở phần tử thì 4 nhân 2 bằng 8, đúng không nào? Và ở phần mẫu là 5 nhân 3 bằng 15. Đó. Thì từ đó các bạn đã rút ra được cách thực hiện phép nhân phân số của bài toán này. Đó cũng chính là ghi nhớ của bài học ngày hôm nay. Muốn nhân hai phân số, ta lấy tử số nhân với tử số, mẫu số nhân với mẫu số. Đây là một nội dung kiến thức quan trọng. Các bạn hãy ghi nhớ quy tắc này nhé. Ở ví dụ trên các bạn đã tìm hiểu cách nhân phân số với phân số. Vậy, khi nhân phân số với số tự nhiên thì ta thực hiện như thế nào? Cô và các bạn cùng tiếp tục tìm hiểu nhé. Cô có bài mẫu sau đây. 2/9 nhân 5. Đây là dạng tính, một phân số nhân với một số tự nhiên. Chúng ta đã biết, với bất kỳ số tự nhiên nào, chúng ta cũng có thể viết thành phân số với mẫu số là 1. Vậy với bài này, cô sẽ giữ nguyên phân số 2/9. Và từ số tự nhiên là số 5, cô viết thành phân số 5/1. Sau đó, cô nhận thấy là đã trở về dạng phân số nhân với phân số. Cô áp dụng quy tắc mà chúng ta vừa học lúc nãy là cô sẽ thực hiện nhân tử số với tử số, mẫu số với mẫu số. Ở đây là cô thực hiện 2/5/9 x 1 và cô ra được kết quả là 10/9. Với bài này, cô còn có một cách viết gọn hơn như sau. Cô sẽ thực hiện lấy 2 nhân với 5 ở tử số và viết lại mẫu số là 9. Và cô ra được kết quả là 10/9. Sẽ có những bạn thắc mắc tại sao ở dưới mẫu cô không ghi là 9 nhân 1 đúng không? Bởi vì các bạn đã biết, một số mà nhân cho 1 thì cũng bằng 9 nó. Nên ở đây cô chỉ cần viết gọn là 9 mà thôi. Từ đó cô rút ra được ghi nhớ. Kiến thức mà chúng ta cần nhớ là muốn nhân một phân số với một số tự nhiên, ta lấy tử số của phân số đó nhân với số tự nhiên và giữ nguyên mẫu số của phân số. Vậy khi nhân một số tự nhiên với phân số, cách thực hiện có giống như là nhân phân số với số tự nhiên mà chúng ta vừa tìm hiểu hay không? Cô mời các bạn cùng quan sát cho cô bài mẫu sau đây. 2/3/7. Từ số tự nhiên là 2, cô viết thành phân số là 2/1. Cô giữ nguyên lại phân số 3/7. Vậy cô đã được phép tính 2/1 x 3/7. Đây là dạng phép tính nhân phân số với phân số. Cô áp dụng quy tắc và cô thực hiện lấy tử số nhân với tử số, mẫu số nhân với mẫu số là 2/3/1 x 7 và cô ra được kết quả là 6/7. Với bài mẫu này, cô cũng có một cách viết gọn hơn. 2/3/7, cô sẽ thực hiện lấy số tự nhiên nhân với tử số của phân số. Ở đây là cô thực hiện 2/3. Và ở mẫu số cô sẽ giữ nguyên lại mẫu số của phân số là 7. Cô ra được kết quả cũng là 6/7. Tương tự là ở đây cô không viết là 1/7 bởi vì 1 mà nhân cho số nào thì cũng bằng số đó, phải không các bạn? Nên chúng ta có thể viết gọn như vậy. Từ đó cô rút ra được ghi nhớ là muốn nhân một số tự nhiên với một phân số,
ta nhân số tự nhiên đó với tử số của phân số và giữ nguyên mẫu số của phân số. Các em đã biết, phép nhân có tính chất giao hoán, không chỉ đối với các thừa số là các số tự nhiên, mà còn đối với các thừa số là những phân số nữa. Vậy, khi thực hiện nhân một số tự nhiên với phân số, thì chúng ta có thể viết thành phân số nhân với số tự nhiên và ngược lại. Sau đó, các em hãy vận dụng những kiến thức toán mà chúng ta đã học để thực hiện vào làm các bài tính sao cho ra được kết quả nhanh chóng và thuận tiện hơn. Vừa rồi, cô và các bạn đã cùng tìm hiểu cách nhân phân số với phân số, cách nhân phân số với số tự nhiên và cách nhân số tự nhiên với phân số. Các bạn hãy vận dụng những kiến thức vừa học để vào làm các bài tập sau đây. Trước hết là bài số 1. Tính A 4 phần 5 nhân 6 phần 7, B 2 phần 9 nhân 1 phần 2, C 1 phần 2 nhân 8 phần 3, D 1 phần 8 nhân 1 phần 7. Đây là dạng phép tính nhân phân số với phân số. Các bạn hãy nhẩm lại quy tắc vừa học để thực hiện làm bài. Bây giờ mình hãy tạm dừng video để làm bài nha các bạn. Sau khi các bạn làm bài xong, cô mời các bạn cùng đối chiếu với kết quả của cô. Ở câu A, cô thực hiện như sau, lấy 4 x 6 phần 5 x 7 bằng 24 phần 35. Ở câu B, cô thực hiện lấy 2 x 1 phần 9 x 2 bằng 2 phần 18. Và cô quan sát 2 phần 18 chưa phải là phân số tối giản, nên cô thực hiện bước rút gọn phân số 2 phần 18 ra được phân số tối giản 1 phần 9. Với câu C, cô thực hiện tính lấy 1 x 8 phần 2 x 3, cô ra được 8 phần 6 và cô rút gọn ra phân số tối giản là 4 phần 3. Ở câu D, cô thực hiện lấy 1 x 1 phần 8 x 7 bằng 1 phần 56. Ở đây cô lưu ý các bạn, câu B và câu C, khi các bạn thực hiện nhân phân số với phân số, nếu ra kết quả là một phân số chưa tối giản, thì các bạn hãy nhớ thực hiện rút gọn phân số ra phân số tối giản nhé. Chúng ta cùng qua bài số 2, tính A 9 phần 11 x 8, B 5 phần 6 x 7. Các bạn hãy dừng video để làm bài nhé. Bây giờ cô mời các bạn cùng đối chiếu kết quả với cô. Đây chính là dạng nhân phân số với số tự nhiên chúng ta đã học. Vậy để thực hiện bài này, mình sẽ lấy tử số nhân với số tự nhiên và giữ nguyên mẫu số. Ở câu A, cô sẽ ra được kết quả là 72 phần 11 và câu B, cô ra được kết quả là 35 phần 6. Các bạn có ra được kết quả giống như cô không nào? Cô khen những bạn đã ra được kết quả giống cô. Ở bài tập số 2 vừa rồi, chúng ta vừa được rèn lại kỹ năng nhân một phân số với số tự nhiên. Bây giờ cô mời các bạn cùng qua bài tập số 3, tính. Với bài này là dạng nhân một số tự nhiên với phân số. Các bạn hãy nhớ lại kiến thức vừa học và tạm dừng video để làm bài nhé. Bây giờ cô mời các bạn cùng đối chiếu kết quả với cô. Chúng ta đã biết, để nhân một số tự nhiên với phân số, ta thực hiện như sau, lấy số tự nhiên nhân với tử số của phân số và giữ nguyên mẫu số. Ở đây bài A cô ra được kết quả là 24 phần 7 và ở bài B cô ra được kết quả là 12 phần 11. Cô xin chúc mừng các bạn đã có kết quả tính giống như cô. Qua tiết học ngày hôm nay, cô và các bạn đã
những kiến thức về phép nhân phân số với số tự nhiên, hoặc là nhân số tự nhiên với phân số đúng không nào? Các bạn về nhà, mình hãy ôn lại các kiến thức đã học về phân số. Hẹn gặp lại các bạn vào những tiết học toán sau. Cô xin chào các bạn.